Chào các bạn nhé, thì là mình T-Rob đây. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một secret từ game kia Legacy ha. Thì game mới cập nhật thì mình mang đến cho các bạn mấy cái secret luôn. Thì bây giờ thì các bạn hãy cùng mình xem qua đến tính năng của secret nó sẽ như nào nha. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through.